Chào bạn, mình là Sơn và trong cái video này thì mình sẽ trình bày cái lộ trình học Machine Learning của mình. Trước tiên thì mình sẽ khẳng định là không phải bất kỳ cái vấn đề gì mà các bạn cũng lôi Machine Learning vào, cũng lôi AI vào. Có những cái vấn đề mà chúng ta chỉ cần xử lý một cách bình thường cũng sẽ đạt được cái kết quả tốt hơn so với việc mà chúng ta sử dụng AI. Khi mà các bạn cho Machine Learning vào, rất có thể là sẽ khiến cho bài toán của chúng ta trở nên phức tạp một cách không cần thiết. Và để mà tiếp cận với Machine Learning ấy, là một lập trình viên như mình, gọi là đã có cái kỹ năng lập trình ấy, thì mình sẽ tiếp cận như sau. Có những cái bạn thì là nhà toán học chẳng hạn, thì các bạn sẽ có cái cách tiếp cận kiểu khác. Hay là các bạn là dân kinh tế thì các bạn sẽ có những cái cách tiếp cận với AI và Machine Learning kiểu khác. Nhưng mà với chúng ta là dân lập trình thì chúng ta sẽ có một cái cách tiếp cận mình nghĩ là nó khá là hợp lý, bởi vì là nó đi từ nó gắn liền với cái việc thực hành luôn, và khiến cho chúng ta sẽ học nó một cách có vẻ là dễ dàng hơn, bởi vì Machine Learning nó rất là nhiều toán và nhiều những cái lý thuyết. Thì đầu tiên là các bạn cần phải học lập trình Python. Lý do mà học lập trình Python thì ở một cái video gần đây thì mình cũng đã đề cập rồi. Python nó có rất là nhiều những cái thư viện, những cái gọi là package được hỗ trợ, được viết hỗ trợ rất là mạnh mẽ trong việc tính toán khoa học. Mà Machine Learning thì nó rất là nhiều toán, thế nên là các bạn dùng Python là chính. Ngoài ra thì các bạn có dùng Python cho cái việc gọi là đi thu thập này, đi xử lý, cũng như là đi gọi tiền xử lý pre-processing data trước khi mà chúng ta gọi là chúng ta training cho cái model của chúng ta. Thì đó là cái bắt buộc mà các bạn cần phải học là Python. Tiếp theo thì chúng ta cần phải học đại số tuyến tính. Tại sao chúng ta phải học đại số tuyến tính? Bởi vì các bạn đơn giản như thế này thôi. Cái việc tính toán của chúng ta ấy chủ yếu là tính toán trên ma trận. Mọi thứ là đều quy về ma trận mà tính toán, quy về. Thế nên là chúng ta cần phải biết được những cái khái niệm trong đại số tuyến tính, ví dụ như là vector này, ma trận này, các cái phép biến đổi, các phép biến đổi trên ma trận, tính toán trên ma trận. Đó, lý do chúng ta học đại số tuyến tính là vì vậy. Ngoài ra thì chúng ta cần phải học xác suất và thống kê. Thì có hai phần, đó là phần thống kê và phần xác suất. Tại sao chúng ta phải học thống kê? Mình cũng sẽ lấy một cái ví dụ rất là đơn giản để các bạn biết được là tại sao mà chúng ta cần phải học thống kê. Bạn gặp rất là nhiều người chăm chỉ, bạn kết luận được là họ học giỏi. Như vậy là chúng ta đi thống kê những người mà chúng ta gặp và chúng ta thấy là những người chăm chỉ thì học giỏi. Thế thì sao? Thế thì bạn học ra một điều từ cái việc thống kê đó là những thằng chăm chỉ thì học giỏi. Đó, bạn vừa học được một điều đó. Thì chúng ta sử dụng máy tính để học thì cũng vậy thôi. Thì chúng ta đi thống kê thì chúng ta cũng sẽ học được một cái điều gì đó, đúng không? Ngoài ra thì thống kê nó còn dùng rất là nhiều trong Machine Learning, còn rất là nhiều cái khía cạnh khác nữa. Và mình nếu mà nói chi tiết ra thì nó khá là dài, thế nên là mình sẽ nói nó trong một cái video riêng nào đó. Và tại sao chúng ta phải học xác suất? Bởi vì trong thực tế thì có rất là nhiều những cái sự kiện ngẫu nhiên hay là những cái biến cố. Và khi mà chúng ta đơn giản là khi mà bạn nhận được một bức ảnh, bạn sẽ phải dự đoán xem đấy là ảnh con chó hay là ảnh con mèo để mà làm một cái bài toán nhận dạng ảnh chẳng hạn, nó phân biệt xem đấy là ảnh chó hay ảnh mèo, đúng không? Thì chúng ta phải dự đoán. Mà đã là dự đoán ấy thì nó sẽ có một cái tỷ lệ phần trăm, ví dụ như tôi dự đoán đây là 70% là con chó đó. Các bạn nhìn thấy đấy là một con số thôi thì nó đã nói lên là cái việc mà có xác suất ở trong đây rồi. Và ngoài ra thì nó liên quan đến tổ hợp, liên quan đến xác suất có rất nhiều, bởi vì là khi mà chúng ta làm việc chủ yếu là trên dữ liệu, mà dữ liệu thì nó sẽ có khá là nhiều các cái giá trị khác nhau. Thế nên là cái việc mà chúng ta học xác suất là rất là cần thiết. Khi mà các bạn có được những cái khái niệm cơ bản về xác suất thống kê, về đại số tuyến tính, về Python rồi ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên học theo cái kiểu giống như kiểu là training on job vậy. Các bạn sẽ học các cái thuật toán, học trực tiếp các cái thuật toán, và mình sẽ nêu ra một số cái thứ tự thuật toán mà chúng ta nên học. Theo một cái thứ tự như vậy thì mình nghĩ là cái cách tiếp cận như vậy sẽ, mình cảm thấy bản thân mình cái cách tiếp cận như vậy nó khá là hiệu quả. Thì đầu tiên là mình học các thuật toán cơ bản, ví dụ như là hồi quy tuyến tính, hồi quy logistic, hoặc là hai cái thuật toán đó thì các bạn nên học đầu tiên là hồi quy tuyến tính, sau đó là hồi quy logistic. Khi mà học các cái thuật toán này nó sẽ có những cái khái niệm, ví dụ như là các cái khái niệm toán học nhá, ví dụ như là tại sao chúng ta phải đi tính đạo hàm, gradient descent là gì, rồi là cái bản chất toán học của nó là gì, bản chất thực tế của nó là gì. Thì các bạn nên tìm hiểu những cái kỹ thuật như vậy, cũng như là có một số các khái niệm liên quan đến overfit,
hay là underfish, hay là bias, vân vân. Thì có rất nhiều cái khái niệm thì các bạn, khi mà các bạn học thuật toán đó thì các bạn sẽ động vào các khái niệm đó. Thì đầu tiên là các bạn cứ đi cho mình là hồi quy tuyến tính này, hồi quy logistic. Sau đó thì các bạn lên học thêm những thuật toán ví dụ như là cây quyết định hay là bias. Sau khi mà học những thuật toán đó thì mình khuyên các bạn là lên học tiếp cái thuật toán gọi là mạng neuron nhân tạo. Có một cái mạng là mạng ANN, thì cái mạng ANN là cái mạng cơ bản để các bạn có thể học các cái mạng phức tạp hơn sau này và được sử dụng rất nhiều sau này, và chủ yếu là được sử dụng các thuật toán đấy thì các bạn cần phải biết cái ANN. Sau khi mà biết cái ANN thì mình khuyên các bạn lên tiếp cận với xử lý ảnh trước. Đó là các bạn lên học cái gọi là cái mạng gọi là mạng CNN. Thì cái mạng CNN trong cái việc xử lý ảnh, các bạn làm các bài toán dần xử lý ảnh cơ bản, các bạn có thể nghiên cứu về OpenCV. Sau khi mà chúng ta nghiên cứu cái đó thì chúng ta có thể tạo ra được một những cái chương trình ví dụ như là nhận dạng ảnh chó mèo này, hay là nhận dạng người, nhận dạng khuôn mặt vân vân, để mà chúng ta gọi là động đến deep learning. À, mình quên mất, trước khi mà học cái ANN thì chúng ta lên học cái SVM. Bởi vì cái SVM là một cái thuật toán, mình thấy là cái việc phân loại nhị phân trên cái dữ liệu số ấy, nó có cái kết quả người ta đánh giá là rất là tốt. Thì sau khi mà trải qua cái đấy thì các bạn sẽ chọn một cái nhánh nhỏ hơn để mà nghiên cứu từ từ. Thì nếu mà liên quan đến xử lý ảnh thì các bạn chọn cái mạng nghiên cứu cái kiến trúc CNN. Còn nếu mà liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tức là các bạn làm mấy con chatbot hay là làm mấy cái con mà nó có thể hiểu được ngôn ngữ tự nhiên, hoặc là xử lý dữ liệu dạng SQL to SQL, tức là cái dữ liệu dạng chuỗi đấy, thì chúng ta nên học cái mạng gọi là RNN. Cái mạng RNN là cái mạng hay là nếu mà gọi tiếng Việt là mạng RNN ấy. Thì sau khi mà học cái đấy, nhưng mà cái đấy thì nó lại không được sử dụng nhiều đâu, mà nó sẽ sử dụng một cái biến thể khác, đó là cái mạng LSTM. Cái mạng LSTM thì nó được sử dụng nhiều hơn so với lại cái RNN. Ừ, khi mà học đến cái đấy rồi thì các bạn sẽ tự biết là chúng ta cần phải học tiếp cái gì nữa. Ví dụ như là bạn muốn làm việc chuyên sâu với xử lý ảnh thì các bạn sẽ gọi là nghiên cứu các cái thuật toán object detection để mà phát hiện đối tượng, hay là tracking đối tượng. Đó thì có rất là nhiều những cái thuật toán ở trong đó, và chúng ta chủ yếu là đi học thuật toán là chính. Thì cái việc đó là cái việc học thuật toán nhá. Nhưng mà khi mà các bạn học thuật toán ấy, sẽ có những cái khái niệm, ví dụ như là chúng ta phải xem cái sự phân phối của dữ liệu như thế nào, cái distribution của dữ liệu, cái phân phối này, hay là chúng ta cần phải quan sát xem là dữ liệu đã đủ chưa vân vân. Thì nó sẽ có rất là nhiều những cái kiến thức trong thống kê ở đấy. Các bạn cần phải nắm chắc kiến thức về thống kê và ứng dụng trong các bài toán của chúng ta. Và các bạn có thể sau đó thì các bạn có thể gọi là làm những cái gọi là pet project, tức là những cái project nhỏ của bản thân. Mình sẽ tổng hợp lại như sau. Đầu tiên là chúng ta lên làm quen với lập trình Python. Khi mà chúng ta làm quen với lập trình Python rồi, tiếp theo đó thì chúng ta lên làm quen với đại số tuyến tính trước. Các bạn có thể dùng, khi mà chúng ta học đại số tuyến tính thì chúng ta học một cái thư viện của Python, đó là NumPy. NumPy nó hỗ trợ rất là nhiều những cái phương thức, cái function cho việc mà chúng ta tính toán và xử lý trên ma trận, trên vector, trên mạng. Và bạn có thể ứng dụng thực tế luôn, gõ luôn để mà chúng ta học cái đại số tuyến tính bằng NumPy. Khi mà chúng ta học lý thuyết rồi, chúng ta gõ luôn bằng NumPy để nó chạy ra xem kết quả luôn. Sau đó thì chúng ta nên học xác suất thống kê. Các bạn nên đọc các cái khái niệm này, có những cái khái niệm trong thống kê ví dụ như là central tendency hay là mean ấy, hay là có những cái khái niệm ví dụ như là variance này, tức là phương sai hay là độ lệch chuẩn chẳng hạn. Đó thì các bạn nên tìm hiểu những cái khái niệm đó và tìm hiểu là nó ứng dụng gì trong machine learning. Sau đó thì chúng ta thực ra thì để mà học cái thống kê thì mình khuyên các bạn là lên học cái hồi quy tuyến tính. Cái hồi quy tuyến tính thì nó sẽ có những cái phần mà chúng ta cần những cái kiến thức đó, thì chúng ta học trong cái quá trình mà chúng ta học cái hồi quy tuyến tính đó thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Và có một cái gọi là có những cái toán học ví dụ như là liên quan đến đạo hàm chẳng hạn, ví dụ như là công thức để mà tính chuỗi đạo hàm, hay là đạo hàm, những cái đạo hàm của các hàm lồng nhau ấy, hoặc là công thức để mà chúng ta tính được cái gradient. Cái gradient là một cái để mà chúng ta tối ưu được cái hàm số. Ở trong cái kiến trúc
deep learning kiến trúc mạng neuron ấy thì nó có một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật lan truyền ngược, dùng để update trọng số của mạng. Thì cái đó là một cái rất là quan trọng mà các bạn cần phải làm kỹ cả về mặt toán học. Nếu mà các bạn có khả năng code thì các bạn lên lắm cả về phần coding. Các bạn có thể tham khảo cái khóa học của mình trên YouTube. Mình cũng có nói qua về cả phần toán học lẫn phần coding nó như thế nào rồi, các bạn có thể tham khảo. Sau khi mà các bạn học hồi quy tuyến tính rồi này thì các bạn học thêm hồi quy logistics, học thêm các thuật toán ví dụ như là cây quyết định này, decision tree này, hay là random forest hoặc là Bayes và SVM, thì nó là những cái thuật toán, nó gọi là chủ yếu là các thuật toán học có giám sát, học có giám sát nhá. Và ok, khi mà các bạn học đến đấy này, học thêm về deep learning một chút, các bạn học mạng ANN trước, sau đó học mạng CNN cho mình và làm một số bài toán cơ bản với cái mạng CNN, ví dụ như phân loại ảnh chó, ảnh mèo gì đấy. Sau đó thì các bạn có thể bắt đầu các bạn có thể học cái mạng gọi là ANN và học LSTM để mà chúng ta có thể có được cái nhìn rộng hơn. Khi mà các bạn học những cái thuật toán cơ bản đó rồi thì các bạn lên làm một số cái bài toán thực tế, hoặc là học một số cái biến thể, hoặc là cách training một số các biến thể của các mạng đó. Ví dụ CNN thì có rất nhiều kiến trúc, ví dụ như là Google Nenes này, mạng có rất nhiều các kiến trúc mạng, ví dụ như mạng Darknet này, hay là mạng ZNet vân vân. Thì các bạn có thể nghiên cứu để train thử để mà giải quyết một số các bài toán của các bạn, ví dụ như bài toán object detection chẳng hạn. Đó, ok, đó là cái cách mà mình nghĩ là các bạn lên mới tiếp cận, thì lên mà có cái base lập trình thì các bạn nên tiếp cận như vậy. Ok, cảm ơn các bạn.